Kỳ thần ơi, hôm nay ăn gì đây? Không có gì hết trơn vậy. Không lẽ ăn cây thần? Thôi thôi, không ngon gì hết, cái khác đi. Cà vị chiên, quá. Chấm mấy cái gì đây? Chấm mấy cây chuối. Đùa nhau à? Quá, tương hột. Cũng được, 5 điểm. Nhưng mà không ngon lắm, cái khác đi. Ruốc. Quá, hơi lặng mồi nha. Mặn, nhưng mà cũng được. Không hợp. 1 điểm, cắt đi. Tương ớt tương đen. Wow.